Bạn thân mến, lâu lâu thay vì làm những món ăn mặn để ăn cơm, chúng ta sẽ làm một món ăn chơi. Và hôm nay món ăn chơi của chúng ta sẽ là nấm sốt me. Nguyên vật liệu sẽ gồm một cái nấm cây, 100g nấm đông cô tươi. Gia vị đi kèm sẽ gồm sả, ớt băm, đậu phộng rang, chao đỏ, chao trắng, nước mắm, hạt nêm, đường và dầu ăn. Chúng ta có thể sử dụng một số những loại nấm không bị ra nước trong quá trình chúng ta xào. Đó là nấm đông cô tươi, nấm cây, nấm bạch tuyết hoặc là nấm linh chi. Riêng với nấm kim châm và nấm rơm thì chúng ta không sử dụng cho món ăn này, bởi vì hai loại nấm đó, nấm kim châm khi các bạn xào thì nó sẽ bị dai và nó teo lại, còn nấm rơm thì nó chảy nước rất là nhiều và làm món này không ngon. Đối với nấm đông cô, các bạn sẽ cắt hạt lựu lớn. Nấm cây cũng y như vậy, tức là đây chúng ta sẽ không bằm nhỏ mà chúng ta sẽ cắt hạt lựu. Trước hết các bạn sẽ cho dầu. Chúng ta sẽ xào 2/3 chén sả, một ít ớt. Khi sả và ớt có mùi thơm thì chúng ta sẽ tắt bếp. Bây giờ là lúc chúng ta cho gia vị. Gia vị chính, tức là cái vị mặn chính của nó sẽ là chao. Và chúng ta sẽ sử dụng hai loại chao, chao đỏ và chao trắng. Trong trường hợp các bạn thích có vị mắm, tức là mùi mắm, thì các bạn có thể mua các loại mắm ở Thường Chiếu, tức là nó có cái thương hiệu là mắm ruốc của Thường Chiếu, thì phần mắm nó rất là ngon. Nếu các bạn không có sẵn mắm, chúng ta sẽ sử dụng chao, và phải có hai loại là chao đỏ và chao trắng. Đây tôi sẽ cho 2 miếng chao trắng, 1 miếng chao đỏ, cho một ít hạt nêm, một ít nước mắm, khoảng 2 muỗng đường. Và lúc nãy trong phần giới thiệu món ăn hôm nay, tôi có nói là đây là món nấm sốt me, thì chúng ta cũng sẽ chuẩn bị sẵn phần me. Thì me ở đây sẽ là me nấm. Các bạn sẽ cho một ít nước nóng vào, chúng ta nhồi và chúng ta bóp lấy cái bột me. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bật lửa lên và để lửa trung bình thôi. Chúng ta xào hỗn hợp này. Sở dĩ tôi phải cho các loại gia vị này vào đảo đều trước, bởi vì nếu các bạn không làm như vậy thì chúng ta xào nấm chao cho vào nó sẽ bị dính vào trong nấm và nó sẽ tan không đều. Hỗn hợp gia vị này nó sẽ có những chỗ nó đọng chao lại nhiều, nên các bạn phải tán cái phần chao này trước. Khi hỗn hợp gia vị đã sôi thì chúng ta cho hai loại nấm vào. Trộn cho gia vị thấm đều đã. Rồi, chúng ta để lửa trung bình và xào. Nấm khi mà cắt như thế này thì cũng rất là nhanh chín, chúng ta không có xào lâu. Và khi nấm chín rồi, các bạn vẫn để lửa trung bình, bạn cho nốt phần sả và thêm một ít ớt. Đảo đều. Tắt bếp. Và cho đậu phộng ra, trộn đều. Sau khi đã xào chín rồi thì chúng ta sẽ xúc ra đĩa. Và cái phần này các bạn nhớ là vì có chao và có me cho nên nó không có rời ra đâu, nó phải hơi dính như thế này. Ăn sẽ có cái vị nó hơi mặn mặn thơm thơm của chao và vị chua nhẹ của me. Nấm sốt me thường dọn kèm với một ít bánh đa nướng. Các bạn có thể dùng chung với lại bánh phồng chay cũng được. Tuy nhiên bánh đa nướng sẽ ngon hơn. Và khi ăn thì chúng ta sẽ dùng miếng bánh đa này bẻ ra và xúc vào đĩa nấm sốt me. Các bạn thân mến, thêm một món ăn chơi để cho các bạn nhỏ tuổi tin. Tôi nghĩ rằng các bà mẹ
hoặc là những người chị cả trong nhà sẽ cảm thấy rất thích thú với món ăn này. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình món chay lần sau.